Đã vui cho hôm nay nắng lên tràn hoa góc phố ấm áp ấy cứ như làn môi vẫn trong veo bao ngày. Ta yêu cho say mê quên đi ưu phiền từng ngày để chờ sẽ luôn mênh mang sẽ luôn ngọt ngào. Vì sao ai cũng lo âu, vì sao ai cũng buồn. Hãy yêu thương thật nhiều, hãy cho đi thật nhiều để ngày sau đón nắng mai hạnh phúc. Ngày mới đến với biết bao nụ cười, ánh mắt như nói lên bao điều, lấp lánh trái tim hồn nhiên. Đừng quan tâm đến những ai ganh đùa, quanh ta luôn có tình người và giờ đây anh đang say trong em. Trình, nhờ bác á, mà bây giờ anh đang chấp nhận điều kiện là sẽ cưới con làm vợ. Bác rành nồng nổi như vậy, thực tình là con không có muốn đâu. Con hứa với bác, sau này nếu con làm vợ anh đang rồi, con sẽ hết lòng chăm lo cho bác. Nè cô đang làm cái gì vậy? Ai cho cô đem qua vào đây? Đem bố qua ra khỏi phòng ngay. Cô là thân nhưng mà không biết cái gì hả? Cô đem qua vô đây là ảnh hưởng hô hấp của cha cô đó. Vậy hả? Dạ, tôi xin lỗi, tôi mang ra ngoài liền. Em gái, đi đâu vậy? Ngồi xuống đây nói chuyện đã. Anh tới đây làm gì? Em làm gì mà lén lút đến thăm ông ta vậy? Còn nữa, tại sao khi nãy y tá nói với em ông ta là ba của em? Em đâu có làm gì đâu mà lén lút mờ ám. Còn chuyện cô y tá chắc là giờ cô hiểu lầm em là con gái của bác ấy thôi. Vậy hả? Dạ. Để anh gọi thằng Đăng xem có đúng như vậy không đó. Nè, anh định gọi thiệt đó hả? Để anh đoán nghe, chuyện ông ta nằm trong bệnh viện chắc chắn là có liên quan tới em. Anh làm sao? Em yên tâm đi, anh sẽ giữ kín chuyện này cho em. Chúng mình là anh em mà, đúng không? Nhưng mà
Em biết ngay mà, anh thì làm gì có chuyện giúp cho người khác không công chứ. Rốt cuộc á, anh muốn gì? Anh nói đi. Em gái của anh đúng là thông minh. Anh chỉ cần em giao lại toàn bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng giả, giấy tờ, cũng như là những thứ liên quan tới việc anh rút ruột công trình. Anh hứa là sẽ giữ kín bí mật này cho em. Nhưng mà tất cả những thứ đó đối với em không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu chuyện này lộ ra, chắc chắn cả đời em sẽ không bao giờ đến được với thằng Đăng. Thôi được rồi, em hứa. Không cần hứa, anh muốn nó ngay bây giờ, ngay lúc này. Thôi được. Cuối cùng, giây phút chờ đợi của mình cũng đã tới rồi. Em xem đi. Giấy tờ đã làm xong rồi. Bây giờ em có thể nói cho anh biết chỗ của ba anh đi. Anh ráng chờ thêm chút nữa nha. Đây chỉ mới là thủ tục đầu tiên thôi mà. Em phải chờ cho tới khi nào tòa quyết định cho anh và chị Dương ly hôn với nhau. Anh làm đám cưới với em xong hết rồi thì chúng ta mới đi gặp bác Trình được. Em dám thất hứa với anh hả? Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho cô. Cô đã làm những chuyện thấp hèn như vậy để được anh ấy cưới cô. Nhưng mà cuối cùng cô cũng chẳng được gì hết đâu. Bởi vì anh ấy đâu có yêu cô. Đến bây giờ tôi không quan tâm bất cứ chuyện gì nữa. Tôi tin thời gian sẽ thay đổi được tất cả, kể cả tình yêu. Hơn nữa, cho dù tôi không đề nghị thì anh Đăng, anh sẽ không bao giờ chấp nhận một người vợ lăng loàn như cô đâu. Tôi lăng loàn hay là cô bẩn thỉu? Cô đã dùng cách bẩn thỉu đó để biến tôi thành một người lăng loàn. Tôi nói chắc cô tự hiểu. Cô, anh Đăng, anh Đăng, anh đưa em về được không? Đi ba. À, cảm ơn con. Ba, ba, ba có sao không ba? Anh cứ bình tĩnh lại đi. Ba đã nói hết với em rồi. Giang xô ba té, ba bị chấn thương ở đầu và bị rạn xương tay. Giang đưa ba vô bệnh viện nhưng mà không nói với ai hết, để gây sức ép với gia đình mình nên mới xảy ra những chuyện vừa rồi đó. Tin này có đúng không con? Ba thấy hai người có vẻ rất yêu nhau mà. Không có yêu nhau đâu ba. Tin đã đăng lên báo thì chắc chắn hoàn toàn là sự thật. Vả lại, người mà anh Đăng thật lòng yêu chính là con. Còn anh Đăng cưới chị Dương á, chẳng qua chỉ là sự hào nhoáng của chị thôi. Cậu ơi, cậu không được vào đâu. Cậu ơi, cậu, dạ xin lỗi ông chủ. Chị xuống làm việc của chị đi. Dạ. Có chuyện gì vậy con? Con xin lỗi ba. Dạ. Đứng lên. Em đã bị liệt làm sao đứng được? Anh nói gì vậy? Tôi nhắc lại một lần nữa, đứng lên. Anh Đăng,
Anh nói gì vậy? Đứng lên. Đứng lên. Trời, chuyện gì vậy? Cô còn giả mờ đó, giả bầu liệt nữa hả? Vô trá. Cô xem cô đã làm gì với ba tôi, khiến ba tôi xém chút nữa là mất mạng rồi hả? Cô còn dùng tin tức của ba tôi để ép vợ chồng tôi phải ly dị, để ép tôi phải cưới cô nữa. Quả thật là độc ác. Tôi sẽ tố cáo mọi hành vi của cô trước công an. Anh Đăng à, em không có cố ý mà anh Đăng. Dạ. Ý định là sao cô? Có thật hay không? Cô bác, quan to là sự thật. Chính của ta đã xô ba con té bể đầu, thì dỗ ba con trong bệnh viện thì không ai biết, để che giấu hành vi giả liệt của mình và dựng lên toàn bộ câu chuyện này. Dạ. Có thật không con? Anh Đăng à, em thực sự là em không cố tình làm như vậy đâu. Anh đừng có nghe chị Dương nói bậy. Em không có làm gì hết á. Cô dám đổ lỗi cho vợ tôi hả? Chính ba tôi đã trở về từ phòng cấp cứu bệnh viện, kể hết những hành vi sai trái của cô đó. Tôi sẽ báo hết những hành vi của cô trước công an. Cô cứ chờ đó. Anh Đăng, em xin anh mà anh Đăng, em không có cố ý làm những chuyện này đâu. Nhưng mà em không có hiểu là tại sao em phải làm những chuyện này nữa. Em xin lỗi anh, em làm những chuyện này vì em quá yêu anh thôi anh Đăng à. Anh bỏ qua cho em đi mà, em xin anh mà anh Đăng. Buông ra đi. Nếu như tôi không định cô, tôi không xứng làm con người nữa. Anh, thưa bác, anh bình tĩnh lại đi. Dù sao Giang cũng đã cứu anh một mạng, coi như lần này mình trả hết nợ cho cô ta, coi như là không nợ gì nhau nữa. Vậy thì ai sẽ là người trả lại công bằng cho ba anh đây? Nếu như anh muốn như vậy, mình sẽ về nói chuyện với ba, mọi chuyện sẽ để cho ba quyết định. Nhưng mà... Thưa bác, con đi. Chào con. Con biết nhục chưa? Con biết xấu hổ chưa? Tại sao ba lại có một đứa con không biết nhục nhã, độc ác như con vậy? Cũng may là họ bỏ qua, chứ họ làm căng là con ở tù được không biết không gian. Chỉ vì một thằng đàn ông mà con dám làm chuyện như vậy à? Dòng họ Mai này bị tiếng xấu gì con biết không? Vậy dồn mình tới cùng vậy? Chuyện đã lỡ rồi, mình sẽ làm tới cùng luôn. Dương, được lắm, mày được lắm. Ba, con xin lỗi ba. Tại con mà ba phải khổ thế này. Nếu ba và Dương không cản con, thì con đã sớm đưa Giang lên công an chịu tội rồi. Thôi con, từ nay hai bên không còn nợ nần gì nhau nữa. Coi như là lấy cái nạn của ba để trả ơn cứu mạng của nó đối với con. Ba thấy như vậy cũng đáng. Ba cũng thiệt là đã biết mình bị như vậy rồi, còn cố tình đi về nhà làm gì. Thôi, để tí nữa con và Dương đưa ba vào bệnh viện để kiểm tra lại. Không sao đâu, ba ổn rồi con à. Ba ổn rồi, mai mốt gì đưa ba đi cũng được. Nghĩ lại biết làm sao được. Lúc ba tỉnh lại, điều đầu tiên ba nghĩ là phải gặp con cho con biết sự thật về Giang. Con đừng có ngu muội mà ly hôn. Cô cái gì vậy? Hai đứa con bây giờ còn cười được nữa hả? Ba yêu của con à, thật ra con đã biết được sự thật trước khi hay tin ba mất tích. Khốn kiếp, nói cho tôi biết anh đã làm gì vợ tôi hả? Tôi không có dụ dỗ vợ anh. Anh Đăng à, anh bình tĩnh lại đi. Tôi không có dụ dỗ vợ anh. Chính vợ anh nhắn tin cho tôi tới khách sạn Quỳnh Hương này, cô ấy muốn trả ơn cho tôi. Là còn dám nói xấu vợ tôi hả? Anh bình tĩnh lại đi. Đây,
Cô ấy đã nhắn tin cho tôi. Anh xem đi. Em buồn chán mọi chuyện, anh Nguyên tới gặp em được không? Em ở phòng 207 khách sạn Quỳnh Hương, đường Nguyễn Thượng Hiền. Ánh Duyên. Khi về nhà, con đã gắn sim vào điện thoại để kiểm tra thử, mới phát hiện ra đó chính là sim đã nhắn tin cho Nguyên, và cũng chính là số đó đã gửi tin nặc danh cho con. Lúc đó con đã hiểu ra tất cả, nhưng chưa kịp nói với Dương thì lại phát hiện ra ba mất tích. Cho đến chuyện gian ép con ly hôn, khi đó con mới kể hết mọi chuyện với Dương. Nên hai vợ chồng con đã cùng nhau phối hợp phi vụ ly hôn giả để cứu bà về đó. Bà không ngờ có lúc con trai của ba lại lanh trí như vậy. Con biết không, lúc nhỏ lúc nào nó cũng là cái đứa thật thà nhất trong đám bạn của nó. Cô ba ơi, cô ba. Cô ba ơi, ra ăn cơm, cô ba ơi. Cô ba ơi. Có chuyện gì vậy? Dạ, cậu hai. Cô ba nhốt mình trong phòng cả ngày luôn, không ăn cơm nước gì hết trơn á. Cậu gọi thử giùm tôi đi cậu. Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? Dạ, lúc trưa có cậu Đăng tới đây la lối sùm mà, còn nói là cô Giang giả liệt nữa. Chị xuống dưới nhà lấy cái chìa khóa sơ cua, mở cửa ra rồi kêu nó dậy. Chắc nó nằm ở trong đó đó. Không có chuyện gì đâu, chị đừng có lo. Dạ. Anh đã từng đọc cuốn sách Đàn ông sao quả, đàn bà sao kim chưa? Quyển sách đó có gì hay không em? Quyển sách đó nói đàn ông và đàn bà đến từ hai vì sao khác nhau. Họ khác nhau rất nhiều thứ, họ không thể hiểu hết về thế giới của nhau, nhưng lại luôn bị hút vào nhau. Đôi khi bản thân em cũng không hiểu tại sao mình lại đâm đầu vào gã sao quả ngu ngốc và gàn dở như anh. Có đôi lúc em nghĩ là mình sẽ kết thúc cuộc hành trình này một mình, nhưng cuối cùng lại không cam tâm đánh mất. Sếp ơi là sếp, em đúng là một người đàn bà có 102 trên thế gian này đó. Chứa chồng mà với một kiểu rất là đáng yêu như vậy. Anh xin lỗi em vì những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Anh cảm ơn vì em vẫn còn chấp nhận ở bên anh. Với những khó khăn vấp ngã, mình vẫn cùng nhau đứng lên, vượt qua và ở bên cạnh nhau. Anh tin là sau này sẽ không còn thử thách nào có thể ngăn cản chúng ta đi cùng nhau đến hết cuộc đời này. Anh nói em mới nhớ, còn vụ ly hôn ở trên báo chí mình giải quyết làm sao hả anh? Đối tác của mình á đang rối lên vì tin này, còn nhân viên nữa cũng mất tinh thần luôn. Sếp à, tại sao lúc nào người nhắc tới công việc đầu tiên cũng đều là em hết vậy? Ai biểu anh cứ lúc nào cũng gọi em sếp ơi sếp ơi làm chi? Em chỉ giỡn thôi mà. Mà thôi, mình cứ mặc kệ công việc đi, ngày mai á mình sẽ tính tiếp. Bây giờ mình ở bên nhau và ngắm trăng đi ông xã. À, bà xã này. Anh vừa nãy ra một ý, hay là vợ chồng mình bỏ tiền ra làm một buổi phim, qua đó mình sẽ đính chính là nội dung bài báo, chỉ là bia cho nhân vật trong phim của mình thôi. Phim hả? Chuyện đó mà anh cũng nghĩ ra được. Tao biết là mày sẽ không sao, nhưng mà tao vẫn lo, nên tao phải ở nhà với mày. Trong lúc này tao không để mày ở nhà một mình được. Vẫn là chuyện liên quan tới thằng Đăng đúng không?
Tôi là một người có thể chết vì chuyện này sao? Nhưng thật không ngờ anh cũng biết lo cho tôi. Dù sao mày cũng là em gái của tao, máu chảy ruột mềm mà. Hơn nữa bây giờ tao nghĩ thằng Đăng biết chuyện mày giả liệt, rồi còn chuyện ông Trình nữa, tao đoán chắc cả đời mày cũng không còn con đường nào để quay lại với nó nữa. Tao biết là đàn bà con gái yêu đương thường hay mù quáng, đôi khi cũng không làm chủ được mình nữa. Chính vì vậy mà tao sợ mày sẽ làm những điều dại dột. Em xin lỗi, em xin lỗi anh Hải. Cho đến lúc này em mới biết là anh cũng thương em. Em cứ nghĩ nếu như mà em làm càng lên em sẽ có được anh Đăng, nhưng mà em không có ngờ là em lại mất tất cả. Em không cam tâm, em hận Dương, em hận nó, em hận tất cả mọi người. Thôi nín đi em gái, anh Hai nhất định sẽ rửa hận cho em. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa các bạn đồng nghiệp và kính thưa các bạn phóng viên, hôm nay vợ chồng tổng giám đốc công ty Ánh Dương chúng tôi muốn tổ chức một buổi tiệc ấm cúng để chúc mừng bác Trình, thân phụ giám đốc Đăng đã hồi phục sức khỏe. Và sẵn nhân tiện đây đính chính việc ly hôn giả của vợ chồng giám đốc Đăng Dương. Và bây giờ trước khi buổi tiệc bắt đầu, cũng như những thông tin đính chính về chuyện ly hôn giả của vợ chồng sếp tôi Ánh Dương và giám đốc Khoa Đăng, thì chúng tôi xin mời nhân vật chính ngày hôm nay là bác Trình lên sân khấu để có đôi lời phát biểu. Dạ, mời bác. Lên đi bác. Bác, lên đi bác. Bác ơi. Cảm ơn. Xin cảm ơn các bạn và các vị đã có mặt ở trong buổi tiệc ngày hôm nay. Vì gia đình chúng tôi khỏe mạnh trở lại và lợi hại hơn xưa, phần lớn là nhờ sự giúp đỡ yêu thương, quan tâm chăm sóc của Khoa Đăng, là đứa con trai hậu đậu của tôi và anh Dương, cô con dâu ngoan hiền, hiếu thảo và đảm đang của tôi. Nhưng mà bây giờ tôi có tuổi rồi, tôi không làm phiền mất thời gian của các bạn trẻ, xin nhường sân khấu lại cho các bạn trẻ. Riêng về Khoa Đăng và anh Dương thì bác cảm ơn hai con. Và bây giờ xin mời vợ chồng giám đốc, tổng giám đốc Đăng Dương bước lên sân khấu, nâng ly rượu chúc mừng và khai tiệc. Tiệc thôi. Xin mời, xin mời. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa bạn bè đồng nghiệp và tất cả các bạn phóng viên thân quen. Kính thưa ba, hôm nay trong ngày vui đặc biệt này, tôi muốn nhường lời lại cho ông xã của tôi. Ông xã yêu quý của tôi, giám đốc Khoa Đăng. Bởi vì tôi và anh ấy là một. Kính thưa tất cả mọi người, kính thưa tất cả quý vị cùng các phóng viên. Người ta thường có câu, đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Nhưng với tôi lại thành công hơn nữa, thành công hơn những người đàn ông thành công khác nữa. Bởi vì sao? Bởi vì người phụ nữ đứng bên cạnh tôi, tức bà xã tôi đây, còn là một người
thành công hơn cả tôi nữa. Thế thì thiệt tình luôn. Mọi người đang cảm thấy thích thú vì câu nói có vẻ hài hước của tôi, có đúng không? Và chắc chắn cũng sẽ thắc mắc tại sao tôi lại nói như vậy. Đây là điều tôi rất muốn nói với mọi người, dù chỉ là một lần trong ngày hôm nay. Bởi vì cô ấy không chỉ là một người phụ nữ thành đạt, giỏi giang ở ngoài xã hội, mà trên hết cô ấy còn là một người vợ hiền, dâu thảo, đảm đang công việc gia đình. Cô ấy không chỉ hiếu thảo với ba tôi, mà còn dành trọn tình yêu cho tôi, và luôn luôn bỏ qua mọi lỗi lầm trong cuộc đời của tôi. Ngày hôm nay tôi cảm thấy thật sự rất xúc động. Ba của tôi đã tai qua nạn khỏi và được xuất viện trở về nhà. Hôn nhân gia đình tôi vẫn được hạnh phúc vững vàng. Tất cả là nhờ tình yêu và sự bao dung của cô ấy. Anh chúc em. Ba, vợ chồng con cảm ơn ba và chúc ba nhiều sức khỏe. Cảm ơn hai con. Xin mời tất cả mọi người. Mời. Nào, chúng ta hãy cùng nâng ly lên, chúc mừng tất cả chúng ta thành công trong mọi việc. Xin mời. Xin mời. Nhập tới. Xin mời. Xin mời anh. Mọi người thấy tôi nói có sai không? Sao tôi hả? Là hơi bị hiểu rõ cuộc sống của gia đình vợ chồng giám đốc Đăng Dương luôn đó nha. Nè, tiết lộ thêm một bí mật nè. Tất cả những món ăn chính trong buổi tiệc ngày hôm nay á là do chính tay tổng giám đốc Dương tự tay mình làm đó. Đúng rồi, giám đốc giỏi quá. Đúng vậy, đúng nấu luôn á. Sau mỗi lần đi làm cực khổ về là giám đốc đều nấu ăn cho ba chồng ăn, cho nên rất là giỏi. Có thiệt gì không? Thiệt chứ sao không, tôi là hơi bị rành luôn á. Wow, cô ấy giỏi như vậy sao? Chứ sao. Xin phép nha. Ủa, ra phỏng vấn mà. Xin chào anh chị. Chào em. Quen biết lâu rồi mà ngày hôm nay mới biết chị có tài như vậy. Vậy mà chị giấu nghề ha? Tôi đâu có giấu gì đâu. Giấu chứ sao không, đây là nghề nội trợ nè. À, tôi vừa nghĩ ra được một ý này. Tôi muốn quay một clip ngắn về khả năng nội trợ của chị, để mọi người được biết chị là một người vợ tuyệt vời như thế nào, trong khi chị vẫn đảm bảo tốt vai trò của một tổng giám đốc của một công ty thiết kế đang rất có uy tín trên thị trường. Việc này rất có lợi cho chị và cả công ty nữa. Nếu chị muốn nhanh chóng dập tắt tin đồn ly hôn lần trước, sẽ không có một cách nào hữu hiệu hơn cách này hết đâu chị ạ. Anh. Dạ, xin anh cho tôi thêm một chút thời gian nữa thôi. Tôi sẽ... Alo. Alo. Lúc nào cũng hối bàn giao công trình. Bàn giao công trình, không phải hối. Tôi cũng biết điều đó mà. Xin lỗi giám đốc, mấy ổng cứ đòi giờ gặp thì giám đốc. Ra giám đốc ở đây. Vậy mà thư ký nói là đi công tác là sao? Anh nhanh trả tiền cho chúng tôi đi, chúng tôi còn trả công cho người khác nữa chứ. Còn tôi nữa, anh ký quyết định trả tiền cho tôi đi. Xin hai anh bình tĩnh cho. Công ty chúng tôi đã có quyết định cho vay vốn của ngân hàng rồi, nhưng mà phải đợi thủ tục làm xong mới có tiền chuyển qua. Hai anh đang đợi vài ngày nữa. Không được, anh đã thất hứa nhiều lần lắm rồi. Nói cụ thể đi, là mấy ngày? Mấy ngày nữa? Ba ngày đi. Ba ngày nữa thì công ty của chúng tôi sẽ chuyển tiền qua cho các anh liền nghe. Được rồi, ba ngày nữa chúng tôi sẽ trở lại. Tôi cũng vậy, sẽ kiên nhẫn chờ anh thêm 3 ngày nữa. Làm ăn kiểu gì lê làm mê. Ăn cái kiểu gì không thể nào tin tưởng được. Hẹn lần hẹn lượt. Thank you.
Sao rồi? Vẫn chưa chịu từ bỏ à? Em dẹp ngay cái chuyện yêu đương dớ dẫn đó đi. Em có biết là bây giờ công ty mình nợ rất là nhiều công trình, mà ngân hàng thì có chấp nhận cho vay vốn đâu. Các công trình mới thì mình cũng không nhận được. Việc của em bây giờ là phải dốc hết sức để giúp anh lật đổ vợ chồng Ánh Dương. Đó cũng là cách trả thù đó. Em hiểu rồi, anh hãy yên tâm đi. Bây giờ em chỉ có thể dựa vào anh, chứ đừng mơ tưởng đến việc lật đổ anh để chứng tỏ với ba. Vì qua chuyện vừa rồi thì ba nghĩ cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của ba là đúng. Em hiểu rồi, anh đừng có nói nữa được không? Trông rất là hấp dẫn đó. Trưng bày thật là bắt mắt. Ừ đúng đó, cô ấy thật là khéo tay. À và còn có mùi thơm nữa, đúng không người phụ nữ đảm đang? Xin mời anh Khoa Đăng, chồng của chị Ánh Dương. Xin mời anh nếm thử và cho một vài nhận xét ạ. Xin anh cho biết cảm xúc của mình ạ. Dạ anh có muốn nói gì với vợ anh không ạ? Tôi thấy rất ngon. Cảm ơn em đã cho anh được nếm trải mọi cung bậc của cảm xúc và hương vị như món ăn của em nấu. Anh thấy có những vị chua, ngọt, mặn, bùi, cay, đủ hết. Dạ. Nhưng quan trọng hơn, anh thấy được sự chân thành, ấm áp và tình yêu ở trong đó. Cảm ơn vợ yêu của anh. Em xin hỏi đó là hai anh chị có cùng sở thích là uống cà phê buổi tối á, thì ai sẽ là người trả tiền ạ? Dĩ nhiên là ảnh rồi. Ở công ty á, là chị Ánh Dương là tổng giám đốc, thì không biết về nhà sẽ như thế nào? Ở công ty thì Ánh Dương là sếp, chứ về nhà Ánh Dương là trợ lý của ảnh đó. Cho tôi hỏi một câu riêng tư một chút xíu. Hai anh chị định khi nào sẽ có con ạ? Tôi chưa muốn sinh con, bởi vì hiện tại công việc của cả hai vợ chồng khá bận rộn. Tôi cũng vậy. Ôi, có hoa luôn. Vậy hả? Lãng mạn quá ha. Về nha. Bye. Đợi em ở đây lâu lắm rồi đó Thảo. Biết bao nhiêu ngày đợi mong, trông chờ, thì anh thấy là hôm nay là cơ hội đầu tiên của anh. Anh muốn nói là làm vợ anh nha. Anh có một bờ vai đủ rộng. Thảo, chấp nhận anh đi mà Thảo. Thảo, em đã nhận rồi. Anh đứng lên đi. Tiếng dễ thương của em. Em á sẽ trả lời điện thoại cho anh. Anh cứ việc yên tâm mà về trước đi, rồi đợi tin nhắn của em.
Biết rồi Thảo, anh sẽ về chờ điện thoại em. Em trả lời anh sớm nha. Em nhớ rồi. Anh ngon lắm á. Anh về á. Bye bye. Bye bye. Anh yên tâm đi, em sẽ đáp lại tình cảm của anh. Anh tiên quân dễ thương. Thảo, em đứng đây đó. Hả? Vậy làm sao? Em nói cho anh biết tiếng tóc xù làm sao, nó như thế nào với em. Hoa, lời cầu hôn, hứa hẹn trả lời qua điện thoại, làm sao? Em muốn cái gì? Nhìn là biết rồi mà còn hỏi nữa. Anh nhìn đi, người ta tặng hoa cho em đó, người ta cầu hôn em đó. Kìa, người ta tóc dài hơn anh, đầu quắn hơn anh, mặc đồ không có lòe loẹt như anh, lùn hơn anh. Nhưng cái quan trọng là người ta lịch sự, ga lăng, nhiệt tình, cá tính, dễ thương, lãng mạn. Tất cả đều hơn anh hết. Anh nghĩ đi, em phải đáp lại lời cầu hôn của người ta là như thế nào. Quà thơm quá, đúng là quà của anh Tiến đầu quắn tặng mình mà. À, anh Tiến ơi, đợi em với. Được rồi, nếu em đã làm như vậy, anh sẽ chết cho em coi. Chuyện gì nữa đây? Anh đang ở trên sân thượng, chuẩn bị tự tử. Sao? Em không tin hả? Em có nghe thấy tiếng gió hay không? Tiếng gió ở sân thượng. Nếu em đã nhẫn tâm như vậy thì anh sẽ chết, để em đến với người đàn ông mới. Thôi nha, anh đừng có giỡn với tôi nữa. Tôi có thích giỡn như vậy đâu. Tôi còn phải về nhà nghỉ ngơi nữa chứ. Thôi nha. Nè nè anh kia, sao anh dám leo lên sân thượng vậy? Anh thích làm gì ở đây? Dừng lại. Chết hay sao vậy? Anh gì ơi, tại sao anh leo lên trên đây? Mau xuống đi anh, bộ muốn chết thì sao mà lên trên đây? Anh không nghe tôi nói hả? Đi xuống. Anh thấy bộ dạng của tôi như vậy là anh biết rồi, tôi đi tự tử. Trời ơi, anh nói cái gì vậy? Không được, đi xuống đi anh. Tôi xin anh đó, đừng có làm như vậy. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà. Tôi xin anh một cơ hội đó, hãy nghe tôi nói đi anh. Anh đừng có dại dột quá mà. Mau xuống đi, hãy nghe lời tôi. Nghe lời tôi, xuống đi anh. Anh tránh ra, anh đừng có cản tôi. Để tôi chết đi. Bây giờ tôi chỉ muốn chết thôi. Người yêu tôi bỏ theo người khác rồi, tôi sống để làm gì? Anh không cần khuyên tôi nữa đâu, hãy để tôi chết đi. Anh cứ bình tĩnh đi, đừng có làm bậy. Chuyện gì cũng giải quyết được mà. Hãy để tôi chết đi. Anh đi, anh làm cái gì vậy? Anh đi xuống đi. Đúng là đồ ngốc mà. Hở một cái là đồ tự tử. Làm đàn ông mà không có trọng sự nghiệp tôi không cần đâu. Anh muốn chết á thì nhảy xuống dưới đi. Đúng, vì không cần tôi cho nên Thảo mới nhận lời cầu hôn của Tiến, đúng không? Nè, anh coi tin nhắn đi. Tin nhắn tôi gửi từ cho anh Tiến, tôi có nhận lời lấy anh hồi nào đâu. Vậy là em vẫn chưa nhận lời của anh ta hả? Anh đúng là đồ ngốc, đồ dở hơi, chẳng hiểu gì về phụ nữ hết á. Thảo, chờ anh với Thảo. Thảo, 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 nhận lời lấy anh đi Thảo. Cho cơ hội đi Thảo. Nếu em đồng ý làm vợ của anh sẽ tạo một điều kiện tốt nhất cho em phát triển sự nghiệp. Em muốn làm gì cũng được hết Thảo. Anh đừng có nói nữa, tôi không muốn lấy chồng. Dạ xin lỗi anh. Cảm ơn em. Nè đưa cô dâu đi. Thank you.
là cậu làm bộ muốn lấy chồng mà mày đặt ngang. Mình sẽ trả thù lại cho bỏ tức, để coi ai thắng ai thua. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy tất cả đều bình thường, nhưng có thể do quá stress trong công việc cho nên rất khó đậu thai. Nếu muốn sinh em bé thì cần phải có chế độ nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn. Cậu lo mang cái kiểu gì vậy hả? Khách hàng vừa gọi điện thoại cho tôi phàn nàn về việc chế tiến độ dự án ERA mà cậu phụ trách đó, đã hơn một tuần rồi. Dạ em xin lỗi sếp, tuần vừa rồi á, chị dâu của con ghệ em nó vô bệnh viện nó đẻ, cho nên là em theo em phụ con ghệ em nên trễ chút xíu, sếp thông cảm cho em. Cậu đừng có giải thích dài dòng. Khóa cậu các thượng quý hai. Trời sếp, dạo này em nhiều chi phí để chi lắm á sếp. Nào là hả, tiền điện, tiền nước, tiền wifi, rồi hả, tiền quần, tiền áo, tiền làm tóc nữa sếp. Nhiều lắm, cắt là chết em luôn á sếp. Cậu mà còn lại nhảy nữa, tôi cắt tiếp thượng quý ba của cậu luôn đó. Trời, cắt hoài vậy trời, cắt thất tình bị chữ quan nữa, mốt trừ hết luôn đi. Chào sếp. Em cười gì vậy? Ông xã của em bữa nay á, nhìn lạ quá, thấy ớn ớn làm sao á, không có giống như ông xã bình thường. Phút giây quen nhau chẳng hay nói gì, đôi khi lòng thấy không thi, vì những quan tâm kia ai đó đếm được phải không em. Chẳng bận tâm ánh mắt em đang dõi theo, và chẳng hay biết em đã vô tình bước qua anh rồi. Tháng năm dần trôi, tháng năm để nhận ra ta sinh ra cho nhau. Lời tình yêu sâu kín chẳng ai nói ra, chợt nhận ra trong phút giây bao lâu ta đã yêu rồi. Vẫn anh bao đêm đang trộm nhìn, mà giờ đây trái tim rung động, anh đưa tay níu em trong hạnh phúc. Hey, lời tình yêu sâu kín chẳng ai nói ra, chợt nhận ra trong phút giây từ bao lâu. Giờ đây trái tim rung động, anh đưa tay đến.